Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, với các tỉnh thành phố, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, trời khô ráo về chiều. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống với hướng di chuyển lệch đông, nên miền Bắc sẽ duy trì tình trạng nhiều mây. Cùng với đó là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi. Tại khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Đến trưa chiều, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trời khô ráo hơn, thậm chí có nắng nhẹ về chiều. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai, ở khu vực này sẽ duy trì trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ. Đối với các tỉnh thành phố, khu vực phía tây Bắc Bộ không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên trời có nắng sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Xuống khu vực miền Trung, trong ngày hôm nay toàn miền Trung trời nắng ráo. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa một vài nơi ở vùng ven biển. Sang đến ngày mai, miền Trung có nắng. Vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nắng sớm hơn, nhiệt độ cao từ 27 đến 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là vùng có nắng nhiều nhất nên nhiệt độ cao nhất miền Trung trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang ở trong giai đoạn cao điểm của mùa khô. Dự báo cả hai khu vực này đều có chung tình trạng ít mưa, nắng mạnh, trời khô hanh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ với mức nhiệt cao từ 32 đến 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, điều đáng lưu ý nhất là hiện tượng sương mù ở vịnh Bắc Bộ khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có chung tình trạng thời tiết tốt.